Bạn sẽ cùng một căn video của My Free bản to tệ tông tình nâng basic Linux. Chẳng tệ tông tình nâng mua lực thành cực bỏ Linux nâng rồi biết nâng cao cục crông từ lưu Linux cứ nâng Red Hat, nâng CentOS, nâng Fedora, nâng Ubuntu ấy chứ đám. Cứ nâng trong video này cứ dùng lực dục của Red Hat mà sắc xa. Đại dương sắc xa từ lưu partition mũi đại chế partition bỏ root. Bạn chẳng partition bỏ root tục và dương miên mây thiên chỉ chán nếu không slash root mũi cái dương ai bấm bài từ chỉ bin slash boot slash dv slash eat slash home và slash lib và slash sbin slash root slash obt slash proc slash amnt slash uso slash va slash svo nếu không root hay nếu không direct nếu không partition bỏ root nữa min và bạn chạy nơi không chỉ sắp và sắp directory to ra tiền và nơi không nổ đại tục partition to và to chẳng dừng nâng sắc xa từ lơ chậm lại mùi ta partition từng ono miên sẽ đặt bị chọi về class hay dừng vô một prá làm bây thư ấy class ok chẳng làm bây thư thực ca sắc xa từ lơ partition từng ono chẳng tìm mỗi những gì tự tôn nâng slap bin slap bin cái chi partition mũi đẹp tục nơi comment rồi bỏ user tầng o user account tầng o nhưng tất tôi đang cáp ra comment nơi lại nơi cứ store nơi nó bin binary và binary ok chứ mình chôn một căn system bỏ Red Hat tầm đó ok nhưng một căn thầm nó ok chứ lấy nên chôn nơi cái lãnh đi cứ chấp tâm chôn một căn slash root trong lịch mơ trong root mình đây là bạn chắc là trong slash root bạn nhớ đôi giờ nhóm bạn bằng hai mảnh cứ trong slash root cứ miền partition tầng ở này bạn tối nay miền bin miền boot miền dv miền et miền home bạn chắc là mấy giờ nhóm bằng hai cứ tệ tông từ này là bin slash bin nên ta trong slash bin mình đây là bạn chính cho một căn slash bin chính chấm đam lịch mới tiền bạn là trong slash bin nó tệ tông từ này là comment đại dương pra đôi chỉ âm cái đi đôi chỉ mo rồi còn mu net state và comment part of you đi tầng on nó cứ chơi sao thì chỉ comment đại dương prapras rap và đang bay mình chia từ lưới system và từ lưới system của Red Hat và Red Hat server ok chẳng những bạn vô lại thà nó không slap bin cứ dùng tục nữ comment đang bay prapras và xâm rap user account tầng on và mục tiêu cái slap boot Slackbook nó tốt nơi file system rồi bỏ lại nút để boot cái này là file rồi cái boot loader mình chắc làm bây thơ ca boot OS trên bán cứ dân từ cả Slackbook này tỏ này bà mình chắc nhìn cho một căn sân server dân từ đá và nhầm bằng hai mình Slackbook nhìn cho từ căn tính tăng Slackbook ok chắc nhìn cho từ căn nhầm chặt đau nhìn mơ tại Slackbook mình ịch là chắc mình grab boot loader đây nơi khăn nó miên system map và configuration file là bootloader tạm đồ và nếu cái chìa file là bootloader đại dương pra chìa file đại dương khăn xâm rạp boot OS mà muốn được bồn và chẳng những anh chưa nói tại tôi tình hình là slash boot ok chẳng những hành to tại tôi tình hình slash dev trong slash dev nếu cái chìa file partition mũi đẹp tục nơi file system rồi có device đại dương install root chẳng mà rồi device để install root cái việc thật là nó dev ok chân cho mượn đầu tiết chân cho tất cả thì tăng đi vì tăng được không đi đi mình ấy là toàn đấy ok chân được mình nơi không đi ví tại tông ở vậy đại dương ban install hai đôi chia cầm mình console đôi chia tại tông device rồi có device đại dương ban prapras đôi chia sda sda one đấy cái chia hard drive đôi chia cd rom ấy đại dương mình sắp nó cứ thật được không slash đi vì mà chứng nhận cho vì slash đi vì hái mũi tiết tiết tông tận năng EET và EET này cứ tận tông tận năng raw ca install package từng ó rồi bỏ lại nội và tận tông tận năng configuration file same và tận tông configuration file same này cứ thật là trong EDC này slash EDC đẹp lòng và chúng cho một căn slash EDC EDC và những lời mới đang được trong nút trong EDC cứ miễn trang package rồi cái chương ai hai thay file config đại mình .com đại mình
mathoh.com chẳng tới cái chi file configuration file đại dương store này nó etc to nè. Ok, mũi tiếp cái slash home và slash home nó cứ chi chi partition mũi đại dương tục xem là user profile rồi có user account xem xem nó cái nó server bao dương và ok chẳng cho mà căn thì tăng nó biết cd home chẳng cho căn thì tăng home chúng không slash home này mình user thì để nhưng mà bậc cao hay vậy, tao nè, chúng rồi không slash home nó cứ tục và profile là bao user tầm đó, mà cho user thì nó không cứ mình profile bao user thì mình desktop, mình document, mình download gì đó, nên cái gì là slash home và, tao nè bà, chúng mới tiết cái gì tại tao tận slash lib và, chúng slash lib nó cứ chỉ library, library cái gì còn lại mình cần làm là tục program file lưu xe file xin xe cái gì này không lip trên cho được căn tí tăng lip bà lip trên mà lại đi mở nhầm đi mở bà trên cái lại những cái chia tí tăng và library bỏ dương tí đại mình phơm về mình ấy này không nó cứ tệ tông từ nâng lại file mùi tiết kỳ tệ tông sbin ta comment partition bỏ sbin nâng tục ở với class chúng admin tiếp tục rồi comment rồi bỏ user root, toàn đấy, ok, chúng cho một căn slash và admin và những điểm mới, tại tông nó không nó cứ tại tông nó comment từng ngõ, đây browse chỉ muốn là user root đang bây thưa ca reboot rồi thưa ca install lên xây nó cứ sẽ tại chỉ comment rồi bỏ user root nó admin, toàn đấy, ok. Mũi tiết tệ tông tình nâng slash root và tục nơi root directory partition mình chẳng kì file administrator bỏ dưỡng tư nâng nông root này tầm rộng và nếu kì chì partition root kì chì user mũi tại chì user miễn sức full nơi nông system Linux Red Hat này tầm rộng. Ok, chẳng mũi tiết tệ tông tình nâng OPT OPT nếu kì tục nơi package rồi có add-on xem xét để dùng para nơi bây giờ dùng từ cả làm lại package xem xét cái dùng từ cả tục nó không OPT. Ok, chúng cho một căn thì tăng OPT chắc là liên bởi mà nó không nên admin AT sẽ là OPT chẳng những nên thằng OPT cái partition mode để dùng tục nó application package software rồi add-on xem xét và slash proc và proc nó cứ tốc nó là ca file system rồi có file up time down time đảm bảo network và bị thả ca đảm bảo network down time up time nó có trên được nó slash proc và chẳng riêng cho một căn proc như thế đó đi mở và chẳng riêng ai cầm ai comment md state riêng ai mở thả là people user riêng ai para comment xem xét làm bên view mở thả là people mà ta nhìn bài net state cho và nhìn bài đem mở thả là people online và làm là ca mất cho và nếu khi tiện tông tình nâng và tiện tông tình nâng proc mùi tiết kia tiện MNT tốt nơi temporary mount file system chắc cái này cứ MNT nếu cứ chia partition mũi đấy nhưng tốt xâm rạp những thư cả mount partition xâm rạp chỉ là cái nạp đỏ xong sân chừng anh mount là bây pra tình ở đây được cái xin xe và bàn và chúng mũi tiết tiện tông TMP tốt nơi temporary file chẳng file nào đại dương pra được gặp bao nhiêu sinh xế nhập về đại dương sale được gọi ý viên cho hợp temporary file viên ảnh lột tại chỗ được nóng slash TMP tòa này bạn mũi tiết kết slash USO USO cứ tốt role application program được share data tòa này. Ok chẳng cho một căn USO và cho một căn USO thì mở chúng cái này cứ tự tông những program file FCC vì là thật là cho một nón slash USO tại nó không USO nó cứ nón miền nước miền partition to từ tiền và tại như mình mà tới những tự tông từ những sực xa tại USO nó đang thật USO cứ chưa cần lấy tại những tốc độ application với cái program file này chưa đam mối tiếp cái Slava và Slava tốc nơi software application được cái log file được cái database to này chúng cái lại và nó cứ variable để tồn từ nâng web application ấy bị chán cái chuyện tồn được trong slash và to này. Ok chúng cho một cái slash và ok thì mới tiếp chúng trong slash và nó cứ chứng minh mail được chỉ www đại chỉ file directory của web server để xem xây được trong này tầng ở bà
mùi tiết tư là SVO bất tốc nơi rõn tình ảnh ấy chạy liệt xâm rạp và website bà. Chắc SVO www nó có chia file xâm rạp nhưng bất tốc server website đấy bà. Mùi tiết tư là mùi đề bà chỉ cần lấy xâm rạp thư cam mount thư cam removable file rồi cd room rồi flash drive để chúng ta bà chỉ trong thư cam mount cái chương trình cho thư cam mount thư cam xâm rạp này ok những chương trình cho thư cam xâm rạp nếu các miễn thế chắc cạnh đây để dùng trong đã CD room chỗ dùng trong ban CD room mà bà practice dùng từ cam mount từ cam media này đã xem là tục nơi mount removable drive rồi có flash drive rồi có CD room drive down ok chẳng tệ toàn tân cao bằng hai pi nâng cao sức xa pi partition nâng là cái mô là than cứ được bỏ partition được không lại nốt những từ ba mình chọc và ok ok